Chiều hôm qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức khởi hành chuyến tàu chở những tấn khí hóa lỏng LNG đầu tiên từ Nam ra Bắc với lộ trình hơn 2.000 km. 16 toa tàu này sẽ đi trong vòng 3 ngày trước khi đến các nhà máy khu công nghiệp phía Bắc. 16 bồn chứa khoảng 300 tấn được vận chuyển bằng đường bộ từ Bà Rịa Vũng Tàu lên ga Trảng Bom Đồng Nai. Từ đây, các bồn khí sẽ được thiết kế thành các toa tàu hàng đi bằng đường sắt ra ga Đông Anh, thành phố Hà Nội. Sau đó, ô tô sẽ tiếp tục vận chuyển đến các công ty, khu công nghiệp khu vực phía Bắc để phục vụ sản xuất. Dự kiến thời gian mỗi chuyến tàu sẽ mất 3 ngày. Đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam cho biết, các toa tàu chứa khí hóa lỏng được thiết kế sản xuất trên công nghệ hiện đại, đúng tiêu chuẩn ở nhiệt độ âm 162 độ C trong suốt quá trình vận chuyển. Việc đưa vào vận chuyển đường sắt tạo ra một hệ thống cung ứng năng lượng toàn diện, linh hoạt và rộng khắp trên toàn quốc ngoài đường ống, đường bộ, vân vân. Ông Phan Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đoàn tàu có ý nghĩa không chỉ với ngành công nghiệp khí tại nước ta, mà còn giúp ngành vận chuyển đường sắt, logistics có mốc phát triển quan trọng. Từ nay đến cuối năm, ngành đường sắt sẽ chở từ 60 đến 120 bồn chứa khí từ Nam ra Bắc.